Aubameyang lập hat-trick, Arsenal đánh tennis trước West Brom. Aubameyang lập hat-trick giúp Arsenal giành chiến thắng đậm đà 6-0 trong chuyến làm khách trên sân West Brom tại vòng 1 League Cup. Arsenal bước vào trận gặp West Brom tại vòng 1 League Cup với áp lực nặng nề, thay cho huấn luyện viên Mikel Arteta không biết mùi chiến thắng trong 4 trận giao hữu trước mùa giải, rồi khởi đầu Premier League bằng việc thua Brentford và Chelsea với cùng tỷ số 0-2. Hoàn cảnh éo le khiến pháo thủ buộc phải tung ra đội hình mạnh nhất, dù chỉ chạm trán đối thủ hạng dưới. Thay vì sử dụng lực lượng dự bị như thường lệ ở đấu trường League Cup, hai tân binh Martin Odegaard và Aaron Ramsdale xuất trận bên cạnh những Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe, Bukayo Saka, Granit Saka. Nhưng dù sử dụng đội hình mạnh, Arsenal vẫn khởi đầu chật vật trước West Brom. Đoàn quân của Mikel Arteta không thể áp đặt lối chơi và chỉ có được bàn mở tỷ số nhờ khoảnh khắc xuất thân của Bukayo Saka ở phút 17. Bukayo Saka bất ngờ thoát khỏi vòng vây của bốn cầu thủ West Brom rồi tung cú sút chéo góc. Thủ môn Alex Palmer đẩy bóng ra, Pierre-Emerick Aubameyang có mặt đúng lúc để đá bồi thành bàn. Sau bàn thua, West Brom vẫn chơi đầy quyết tâm trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Tưởng chừng đôi bên sẽ bước vào giờ nghỉ với cách biệt một bàn mong manh thì giờ bác ghi lại bất ngờ vỡ trận. Phút 45, Nicolas Pepe phá bẫy việc bị thoát xuống đối mặt thủ môn Alex Palmer rồi dứt điểm trúng cột dọc. Pierre-Emerick Aubameyang một lần nữa xuất hiện kịp thời để đưa bóng vào lưới trống. Một phút sau, Đến lượt Pierre-Emerick Aubameyang phá bảy việc vị rồi dứt điểm bất thành trong pha đối mặt thủ môn. Nicolas Pepe ập vào tiếp ứng để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp 2, West Brom không còn chút tinh thần chiến đấu trong khi Arsenal càng chơi càng hưng phấn. Pháo thủ dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa để hoàn tất set tennis trên sân giờ Bukayo Saka nâng tỷ số lên 4-0 nhờ pha phối hợp ăn ý với Martin Odegaard ở phút 50. Pierre-Emerick Aubameyang hoàn tất cú hết trích ở phút 62. Alexander Lacazette ghi bàn ấn định kết quả 6-0 sau khi vào sân từ ghế dự bị ở phút 69, chiến thắng đậm đà trước West Brom giúp Arsenal tạm thời giải tỏa áp lực sau chuỗi trận thất vọng, đồng thời lên dây có tinh thần cho trận đại chiến với Man City tại Premier League vào cuối tuần này. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chu thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.